Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Đó, nay mình quay giao lưu với tất cả các bạn ba cây tùng mà vạn niên tùng bông nha các bạn. Đó, cây cực kỳ già luôn rồi, cốt cành rất là lớn rồi, cây này rất là già luôn rồi nha. Đó, cốt cành anh xem so sánh với cái tay của em nè. Ba cây nha anh em. Nó này có bộ ba luôn. Đó, cây này tầm khoảng 50 hoành. Đó, chỉnh sửa chi tiết hết luôn rồi nha. Đó, cây số 1. Này giao lưu ba cây luôn nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì nhấc máy lên alo em nha. Số điện thoại 0979582872 nha. Cây số 2. Đó. Cây số 2. Đó, đây cây số 3. Cây số 2 khoảng 70 hoành nha, lớn hơn. Đó, ba cây nha. Đó, bộ 3 nha anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì cứ alo em nha. Tùng là hai trái. Ủa, tùng bông nha anh em, lộn, tùng này tùng bông. Cực kỳ già rồi nha anh em. Ba cây tùng bông hết luôn nha, cực kỳ già. Lá háng thì nó có hai loại, tùng bông và tùng trái thôi. Đó, tùng này là tùng bông. Nó quay mặt sau luôn cho anh em xem nè. Già lắm nha anh em, ba cây này rất là già rồi. Đó, anh em xem thấy hay cho em một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha.